sân vận động Quảng Ngãi vẫn đang tiếp tục được cải tạo. Hạng mục mới nhất đang được thi công là đường chạy Điền Kinh mới. Dự án nâng cấp, cải tạo sân vận động tỉnh Quảng Ngãi và xây dựng đường vành đai xung quanh có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng. Bao gồm các hạng mục nâng cấp khán đài, phòng chức năng, thay ghế ngồi, mái che, nâng cấp đường pitch xung quanh sân bóng, mặt sân bóng đá. Xây dựng mới hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, xây dựng đường vành đai và các hạng mục xung quanh. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 8 năm 2024.